có sự sống trên sao hỏa hoặc ít nhất là đã có. Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong những năm tới khi một loạt tàu thăm dò đến được sao hỏa. Đầu tiên là tàu thăm dò Perseverance của NASA đây là sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tham vọng nhất của Mỹ. Chúng tôi biết rằng mình sẽ có những khám phá mới nhờ tàu Perseverance mà chúng ta sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Ngày 18 tháng 2, tàu Perseverance đã tới sao Hỏa theo dự kiến sau một hành trình kéo dài 7 tháng. Sứ mệnh khám phá sao Hỏa trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ này được thực hiện dựa trên kết quả gần 20 lần phóng tàu thăm dò sao Hỏa của Mỹ kể từ chuyến bay năm 1965 của tàu Mariner 4. Perseverance có thể giúp các nhà khoa học tạo tiền đề để đưa ra kết luận liệu sự sống có tồn tại ngoài trái đất hay không, đồng thời mở đường cho các sứ mệnh đưa con người lên sao hỏa. Tên lửa dài Y-4 ngày 5 tháng 3 đã được phóng. Vụ phóng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tàu thăm dò thứ hai dự kiến đến sao hỏa trong tháng 2 này là tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc, rời trái đất vào tháng 7 năm ngoái. Chưa đầy 7 tháng sau, tàu vũ trụ đã đi vào quỹ đạo của sao hỏa và gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ hành tinh đỏ. Cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết, tàu thăm dò thiên vấn dự kiến sẽ hạ cánh ở sao hỏa vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay. Nếu hạ cánh thành công, tàu thám hiểm chạy bằng năng lượng mặt trời này sẽ khám phá bề mặt sao hỏa trong 90 ngày, nghiên cứu đất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cổ đại, bao gồm bất kỳ nước hay băng dưới bề mặt bằng cách sử dụng radar xuyên đất. Tàu Exoma sẽ là sứ mệnh thứ ba tham gia tìm kiếm sự sống trên sao hỏa vào năm 2022. ExoMars là nỗ lực chung của cơ quan vũ trụ châu Âu và cơ quan vũ trụ nga Roscosmos sau những lần hoãn phóng vào năm 2020, Esoma đã lên kế hoạch phóng lên quỹ đạo vào tháng 9 năm 2022 và dự kiến hạ cánh trên sao hỏa vào tháng 6 năm 2023. Đây là dự án không chỉ để tìm kiếm bằng chứng của sự sống có thể tồn tại trên sao hỏa, chẳng hạn như dấu hiệu của nước, mà còn phát hiện sự sống đã có mặt trên sao hỏa vào một thời điểm nào đó trong lịch sử. Tàu thăm dò mang tên Rosalind Franklin do Airbus chế tạo có tính năng tự động điều hướng, có nghĩa là có thể tự lái thay vì đợi lệnh từ trái đất. Các kỹ sư thiết kế hy vọng nó có thể giúp trả lời câu hỏi quan trọng là liệu có sự sống trên sao Hỏa hay không. Tàu thăm dò Hope của UAE là sứ mệnh Ả Rập đầu tiên tới sao Hỏa. Đó là một phần trong nỗ lực của UAE nhằm phát triển khoa học và công nghệ, giúp giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Cơ quan vũ trụ UAE đang có kế hoạch xây dựng khu định cư trên sao Hỏa vào năm 2117.